是真会。箫鼓戎机，不灭我心。Thanh Khâu Cửu Vĩ là một bộ trang phục của vị thần đắt kỷ bên vương giả Vinh Diệu. Đây là một bộ trang phục rất là đẹp, và tin vui của chúng ta chính là bộ trang phục này sẽ được chuyển giao cho vị tướng Vera trong thời gian tới. Như vậy là phía bên fan của Liliana hay là Vera thì không cần phải tranh đấu nhau nữa. Bộ trang phục này sẽ thuộc về vị tướng Vera. Còn bây giờ các bạn cùng mình xem chi tiết hiệu ứng của bộ trang phục này ở bên vương giả Vinh Diệu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có tổng quan hiệu ứng khi kết hợp tất cả các chiêu thức lại với nhau. Các bạn sẽ thấy được là đã kỷ sẽ tạo nên một hình hồ ly hoàn chỉnh lên người tướng địch. Với dấu ấn chiêu 2 là đầu hồ ly, còn chiêu cuối sẽ có hiệu ứng của đuôi hồ ly. Kế tiếp chính là hiệu ứng nhỏ lẻ, thì đầu tiên chúng ta sẽ có hiệu ứng đòn đánh thường. Ở chiêu thức thứ nhất thì đuôi của đát kỷ sẽ hội tụ lại linh khí và tạo nên một sóng năng lượng đến người tướng địch. Ở chiêu thức thứ hai thì đát kỷ sẽ hội tụ lại linh khí, và các bạn sẽ thấy được là dấu ấn trên người tướng địch sẽ có hình đầu của hồ ly với đôi mắt sáng rực lên màu đỏ. Còn ở chiêu thức cuối cùng thì chúng ta sẽ có đuôi hồ ly xuất hiện như mình đã nói, và khi kết hợp cả chiêu 2 và chiêu cuối lại sẽ tạo nên hình ảnh của hồ ly hoàn chỉnh. Ngoài ra, bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ của Vinh Đát Kỷ còn có thêm hiệu ứng khi di chuyển và khi đứng yên nữa, thì đây là đặc điểm chung của các bộ trang phục bên vương giả Vinh Diệu rồi. Về Liên Quân thì có khả năng cao là sẽ bị cắt bớt những hiệu ứng này. Đây là khi Thanh Khâu Cửu Vĩ đứng yên này. Và cuối cùng chúng ta sẽ có hiệu ứng biến về của bộ trang phục này. Đó chính là toàn bộ hiệu ứng của bộ trang phục đát kỷ Thanh Khâu Cửu Vĩ. Các bạn nghĩ sao thì hãy bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại với vị tướng Vera trong bộ trang phục kimono. Nó cũng na ná khi mà chúng ta vẫn sẽ có màu hồng đặc trưng ở đây. Thực ra thì bên bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ của chúng ta sẽ có màu trắng và màu đỏ làm chủ đạo cơ. Nhưng mà bộ này là na ná nhất rồi. Ở thời gian trước thì chúng ta đã có những cái cuộc tranh luận rất là lớn. Phía bên Vera thì liên tục kêu là tại sao bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ lại được chuyển giao cho Liliana, hay là đơn giản chỉ vì là Lily cũng là hồ ly và đát kỷ và bộ trang phục nó cũng là hồ ly thì mới được chuyển giao. Nhưng mà nói chung là chúng ta cứ chờ thôi. Thì các bạn cũng thấy được là cuối cùng bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ vẫn sẽ thuộc về vị tướng Vera. Ngay từ ban đầu mình thấy cái chuyện mà chuyển giao cho Lily là hơi khó rồi, bởi vì là làm gì có cái chuyện nhà sản xuất sẽ chịu đầu tư và làm lại toàn bộ hiệu ứng kỹ năng để phù hợp với cả Liliana. Căn bản là đát kỷ với cả Liliana sẽ rất là khác nhau. Phía bên vương giả Vinh Diệu sẽ không có vị tướng Liliana và sẽ không có hiệu ứng nào phù hợp với cả vị tướng Lily, nên là cái chuyện mà làm lại là hơi khó đấy. Các bạn nhìn ngay mấy cái bộ trang phục trước đó chuyển giao, ví dụ như là vị tướng Già La chuyển giao cho Thaonat đi. Mặc dù là Già La thì không phải là bản gốc ban đầu của Thaonat, nhưng mà khi chuyển giao sang thì hiệu ứng của chúng ta vẫn có điểm tương đồng, nên là chúng ta mới chuyển giao được. Còn các bộ trang phục khác thì gần như là kiểu là giống nhau, là một phiên bản bản sao của vị tướng bên vương giả Vinh Diệu, nên chuyển giao rất là dễ thì mình không nói rồi. Còn về làm lại hiệu ứng á, thì chỉ có cái chuyện cắt bớt đi thôi, chứ không có cái chuyện làm lại toàn bộ để phù hợp với cả vị tướng đâu. Đây thực sự là một tin rất là vui đối với những bạn chơi vị tướng Vera và những bạn thích bộ trang phục đó. Còn đối với những bạn chơi Liliana thì mình nghĩ là các bạn không cần phải buồn đâu. Về căn bản nhá, Liliana của chúng ta cũng có rất là nhiều bộ trang phục xịn rồi, ví dụ điển hình như là Liliana Way. Còn đối với việc chuyển giao thì mình nói thật luôn là mình cũng không quá mong chờ và mình cũng không quá hy vọng, bởi vì các bạn cũng biết được là những bộ trang phục chuyển giao trước đây thì đều cắt bớt rất là nhiều. Nên là khi mà chuyển giao xong thì mình nghĩ là mình cũng chưa biết được chất lượng cuối cùng của bộ trang phục đó khi về lên Liên Quân Mobile. Nhưng mà nói chung là mình cũng không quá là kỳ vọng nhiều vào đâu. Đó chính là về quan điểm của mình với lần chuyển giao này đối với bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ khi chuyển giao cho vị tướng Vera nhá. Tốt nhất là các bạn cứ chờ đến chất lượng cuối cùng thì mình sẽ đánh giá bộ trang phục đó cho mọi người, để xem là hiệu ứng của chúng ta nó có đáng được các bạn sở hữu hay không. Còn về việc chuyển giao thì một thời gian dài nữa mới về cơ, nên là các bạn cứ lót dép mới hóng và cứ thong thả thôi nha. Còn đối với cả Vera thì thực sự là chúng ta vẫn chưa có một bộ trang phục bậc 2S cho hoàn chỉnh cho vị tướng này. Kể cả bộ trang phục kimono thì mặc dù hiệu ứng của chúng ta cũng là rất là đẹp, nhưng mà cũng chỉ là bậc S cộng mà thôi. So với cả các bộ trang phục kimono đời trước thì đều là 2S đổ lên.
Nói chung theo quan điểm của mình thì tính tới thời điểm hiện tại, bộ trang phục kimono của Vera vẫn là skin xịn nhất, đẹp nhất của vị tướng này rồi. Còn các bộ trang phục ra mắt sau đó thì mình thấy không thể nào đẹp bằng được. Ok, quay trở lại với trận đấu của ngày hôm nay thì các bạn cũng thấy được là mình đang cầm Vera với một vị trí khá là dị, đó chính là Vera đi support. Ban đầu thì mình cũng không có tính là cầm Vera đi support đâu, nhưng mà tự nhiên lại thấy cái thông tin đó chính là bộ trang phục đó Dati thành không kiểu vĩ được chuyển giao cho Vera, nên là thôi mình cũng tiện tay mình cầm luôn cho nó có tí suộng, có tí video để mình làm cho các bạn. Nhưng thực sự là mọi người cũng không nên cầm Vera đi support đâu nhá. Các bạn cũng thấy được giai đoạn đầu game thì chúng ta chưa có đồ, đã khó chơi rồi. Và thêm cái khoản đó chính là chúng ta cộng bị thọt, bởi vì chúng ta cầm support nữa thì lại càng khó chơi hơn. Chứ thông thường là có 1-2 đồ là các bạn đã giết được một đứa rồi đấy. Như là Natalia chẳng... Ôi dồi ôi! Rồi xong, bị anh ngộ anh gõ cho luôn. Xem nào, bà Nata sẽ ném chiêu vào đây. Và không thể ai thể nào cũng đi vào đây. Và tiếp theo là mình sẽ combo vào người thôi. Mới tội là chiêu của chúng ta lại đánh lái sang phía bên lính rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần chờ lộ tầm nhìn tốc biến là chiêu 2. Chiêu cuối là có mạng luôn. Thể nào cũng bị nó là đèn pin cho mà xem. Nhưng quả đấy không biết tại sao lại lộ vị trí ta. Chắc là ban nãy bạn ấy ném chiêu ra và vẫn có sát thương lên người của mình, nên là mình vẫn thấy được. Chúng ta có anh ngộ khỉ ở ngay kia thôi. Rồi xong, quả này thì chả ai cứu được AD đâu. AD tự cứu được mình rồi. Có tốc biến. Trận này AD thì lắm mồm vô đối luôn. Mình còn cắt bớt được cái đoạn mà ông này ông nghe sửa bậy ở đấy. Thực sự luôn, tại vì nhá, về căn bản thì khi mà mình chơi Vera support thì cũng là một cái vấn đề để có thể là nó sẽ nói về mình rồi. Nhưng mà trận này mình support cũng ok, vẫn cứu được bạn ấy nhiều pha. Nhưng mà chủ yếu thì mình vẫn sẽ tách lẻ ra và đi bắt, đi săn team địch bên kia. Bởi vì team bên kia thì trận này mình rất là dễ đi săn. Chứ Vera thì chúng ta chơi kiểu đi bắt lẻ rất là ok nha. Chứ cái con nhỏ này mà đòi kiểu combat tổng mà kiểu đánh một lúc mà nhiều đứa không được. Còn nếu các bạn muốn có những cái video mà hướng dẫn chơi Vera hiệu quả hơn thì các bạn có thể xem phía bên kênh của Andy Kaka nhé. Thì mình có xem video của bạn đấy, học cách di chuyển và học cách chơi của Andy về vị tướng Vera này luôn. Nhưng mà mỗi tội thì mình vẫn hay chơi Lilena hơn, nên là mình cũng xem cho biết thôi. Mình cũng chơi con này không có giỏi, nên là các bạn muốn chơi giỏi hơn thì có thể qua xem của Andy Kaka. Ê, tại sao mình lại không cắt cái đoạn này đi nhỉ? Rồi, chị đã quay trở lại rồi đây. Thêm khứa lắm mồm văn hên nữa. Hiện tại thì mình cũng đang có rất là nhiều những em có các bộ trang phục xịn. Còn Vera thì không có skin nào quá là nổi bật đâu. Nên mà mình cũng không có nói là mình có các em có các bộ trang phục này. Bởi vì hầu hết những em mà mình có thì đều sẽ có các bộ trang phục của Vera. Là các bạn cứ yên tâm. Thì các bạn muốn sở hữu em nào về thì hãy liên hệ với mình thông qua phần bình luận mình đã ghim nhá. Phía bên mình là IC4 thì sẽ cam đoan bảo hành những em này cho mọi người. Nếu xảy ra tranh chấp, bên mình sẽ hoàn lại 100% giá trị. Nên là cứ yên tâm nha. Chuẩn bị ông này để gõ một cái về đây này đấy. Cứ check map lên mà thấy Gidu đang chuẩn bị chĩa chĩa người vào cái bụi nào là chuẩn bị ném chiêu vào cái bụi đấy cho mà xem. Đây ở đây rồi, con mồi của chúng ta đây rồi. Nhưng mà mình không ăn được mạng. Triple kill cho rừng team mình. Cũng ngon rồi. Giờ thì đẩy thẳng lên team bên kia thôi. Còn mỗi Elsu đứng và ngắm này, cái không chịu chạy về. Tính ra mà nó tàng hình xong nó chui vào cái bụi nào đấy thì cũng chả ai biết đâu. Mà thôi, biết làm sao bây giờ. Thì mình kia đấy vẫn còn ông Ngộ Không nữa. Thì mình sẽ đứng ở sau này để chờ Ngộ Không ra gõ. Thì mình sẽ hồn cho cái là lại có mạng rồi. Quét sạch cho Vera và đây cũng là mạng thứ 10 của mình. Cần gì chờ lính nữa, cứ quất trụ luôn thôi. Còn xong.
lại để cho AD bắn, còn lại cái trụ cho AD xử lý thôi. Ok, và đó chính là trận đấu của chúng ta, cũng như là thông tin bộ trang phục Thanh Khâu Cửu Vĩ sẽ được chuyển giao cho vị tướng Vera. Tuy nhiên thì chất lượng cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhà phát hành, nên là các bạn cứ chờ đi nhá. Chúng ta vẫn sẽ có thông tin thay đổi, tạm thời chỉ là thông tin leak ra thôi. Mọi người đừng quên là bấm nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để nhận những thông tin về Liên Quân Mobile mới nhất nhá. Bye bye, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.